Xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Trở lại chương trình hàng tuần vào tối chủ nhật, AZFIN Việt Nam sẽ gửi đến các anh chị những nhận định, đánh giá, chia sẻ về đầu tư giá trị cũng như thị trường chứng khoán. Thì ở trong nội dung ngày hôm nay, AZFIN Việt Nam muốn gửi đến các anh chị về một trả lời một cái câu hỏi gọi là vượt qua sự sợ hãi trong đầu tư giá trị như thế nào. Vì sao lại có cái nội dung này? Về cơ bản, thị trường chứng khoán thì luôn biến động một cách gọi là thất thường trong ngắn hạn, thậm chí trong trung hạn. Nó có thể tăng giảm lên đến 30-40% trong một thời gian rất ngắn. Còn đối với các cổ phiếu, thậm chí là những cổ phiếu giá trị cơ bản, nó cũng có thể suy giảm 30-40-50-60%, thậm chí có những giai đoạn 70-80% giá trị. Vậy thì đối mặt với những khó khăn thế, những biến động vậy thì làm sao một nhà đầu tư giá trị có thể bỏ qua được sự sợ hãi để chớp lấy cơ hội, từ đó giúp cho cái hiệu quả đầu tư cao hơn? Thì đó chính là cái nội dung ngày hôm nay. Nâng tầm kiến thức và chiến lược đầu tư của bạn với những bài phân tích, ứng dụng kiến thức chuyên sâu trong đầu tư khi trở thành hội viên đầu tư giá trị vàng cùng AZFIN Việt Nam. Thì đầu tư giá trị là một cái trường phái phân tích, định giá cổ phiếu và so sánh đối chiếu với giá thị trường, xem nếu giá thị trường thấp hơn rất nhiều so với giá trị thì đó là một cơ hội mua tốt, và bao giờ cái giá thị trường nó trở lại giá trị hoặc vượt quá giá trị thì là cơ hội để chốt lời, thực hiện hóa lợi nhuận và bảo vệ cái thành quả của mỗi nhà đầu tư. Đây là một phương pháp được ngài Graham sáng lập ra từ những năm 1930. Ông ấy cũng đồng thời chính là người sáng lập ra cái chương trình CFA danh tiếng ở trên thế giới, nơi mà đã cấp chứng chỉ cho các chuyên gia phân tích đầu tư hàng đầu trên thế giới, và người phát triển cái trường phái giá trị lên một đỉnh cao mới chính là học trò của Graham. Đó chính là ngài Warren Buffett, tỷ phú nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại. Trong cái trường phái đầu tư giá trị này thì cũng có rất nhiều các nhà đầu tư thành công là tỷ phú đô la mà chúng ta không thể đếm hết ở đây. Và đối với các quỹ đầu tư lớn ở trên thế giới, những quỹ đầu tư chủ động, tức là không phải các ETF ấy, thì có tới 90, thậm chí đến 99% là người ta áp dụng phương pháp đầu tư giá trị vào trong vận hành các cái quỹ đầu tư đó và mang lại kết quả ổn định và thành công hơn. Đó chính là cái giá trị của phương pháp đầu tư giá trị. Tiếp theo, vậy thì những cái nỗi sợ của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán là gì? Đặc biệt là khi đầu tư cổ phiếu với cái trường phái theo giá trị. Thứ nhất có thể kể đến, đó chính là rất nhiều các nhà đầu tư lo ngại là khi mua xong cổ phiếu thì giá giảm tiếp, vậy thì tính sao? Bởi vì như này, người ta cho rằng cổ từ 50 về được 30, có thể về 20, về 10 thì sao? Giải quyết thế nào? Đúng không? Đấy là thứ nhất. Thứ hai là khi họ giải ngân thì một lượng ban đầu vô cùng lớn, sau đó thì họ không còn tiền giải ngân nữa, hoặc có rất ít tiền để có thể giải ngân nếu mà giá điều chỉnh sâu. Vậy thì làm thế nào? Và thứ ba là trường phái đầu tư giá trị tuy rằng hiệu quả rất cao nhưng việc áp dụng cũng không hề đơn giản một tí nào, thậm chí là tương đối khó đối với đa phần các nhà đầu tư không chuyên. Do đó, cái rủi ro lựa chọn sai cổ phiếu cũng là một cái rủi ro lớn mà nhà đầu tư có thể mắc phải, anh chị ạ. Vậy thì sau đây Phục sẽ đồng hành cùng anh chị để giải quyết cái nỗi sợ như thế này. Đầu tiên, đối với việc mua xong thì giảm tiếp thì sao? Thì về cơ bản cái vấn đề này ai cũng gặp thôi, ai cũng gặp, thậm chí gặp rất nhiều là đằng khác. Ngay cả tỷ phú Warren Buffett, ông ấy cũng gặp đến hàng chục cổ phiếu như thế chứ không hề ít. Ví dụ ở đây là cổ phiếu Coca-Cola. Năm 1988 đến năm 1990, ông đã mua được khá nhiều cổ phần Coca-Cola, đâu đó gần 10%.
Và sau đó khoảng độ 8 năm đến năm 1998 thì giá cổ phiếu phải nói là tăng rất tốt, tăng gấp khoảng độ hơn 4 lần. Nhưng sau khi tăng được hơn 4 lần sau 8 năm thì niềm vui ngắn gọi là chẳng tay gang. Giá cổ phiếu Coca-Cola đã sụt giảm rất mạnh. Từ năm 1998 và tới tận gần năm 2015, giá cổ phiếu mới trở về mốc 1998. Thế mà đây vẫn là một trong những trường hợp thành công trong triết lý đầu tư giá trị của Warren Buffett mà mọi người vẫn hay lấy ví dụ, nhưng ẩn sau cái điều đó chính là một cái nhà đầu tư đại tài, chính là một người có độ nhẫn cực kỳ cao. Đây điển hình là một trường hợp sau đó giá cổ phiếu cứ thế giảm, anh chị nhìn đây. Phải nói từ 20 từ 1998 nhé đến 2015, tức là gần 17 năm cổ phiếu đi xuống mà ông ấy vẫn giữ được. Vậy thì điều gì giúp ông ấy có thể giữ được cái cổ phiếu này và đang tận hưởng cái thành quả rất lớn lao từ nó? Đó chính là thứ nhất, tập trung vào giá trị thay vì nhìn giá suốt ngày. Vì sao lại vậy? Ví dụ như trường hợp ông Buffett đi, ông ấy mua Coca-Cola, đó vẫn là một doanh nghiệp hàng đầu cho dù giá cổ phiếu giảm. Doanh nghiệp đó vẫn trả cổ tức đều đặn và bền bỉ cho ông ấy. Xin chia sẻ cùng quý anh chị, cái thời gian đầu Warren Buffett mua cổ phiếu Coca-Cola, một năm ông nhận được đâu đó khoảng độ 25 triệu cổ tức, 25 triệu đô la vào năm 1988-90. Nhưng đến năm 2023 vừa rồi, lượng cổ tức nhận được từ Coca-Cola đã tăng lên đến gần 30 lần, tức là lên tới khoảng 750 triệu đô la cổ tức từ cổ phiếu Coca trả về cho ông. Bởi vậy cho nên ông ấy không quan tâm lắm đến cái giá cổ phiếu ở trên thị trường, trừ phi nó giảm quá sâu, quá thấp, tạo lên một cơ hội rất hấp dẫn thì ông ấy có thể mua thêm và tận hưởng cái dòng tiền ngày càng tăng, cái giá trị ngày càng lớn của Coca-Cola trả về cho ông ấy. Bởi vậy cho nên ông ấy không bị tâm lý bởi cái giá thị trường biến động hàng ngày, thậm chí hàng năm, thậm chí 17 năm trước đó. Tiếp theo, vấn đề thứ hai, để tránh áp lực đối với mỗi chúng ta thì cần phải phân bổ tỷ trọng hợp lý cho cổ phiếu. Ví dụ trường hợp của tỷ phú Warren Buffett, tất nhiên tài sản của ông gần như 100% là tập đoàn Berkshire Hathaway. Nhưng hãy nhìn vào kết cấu của tập đoàn Berkshire Hathaway. Tập đoàn này sở hữu khoảng hơn 250 công ty. Trong đó có rất nhiều các công ty ở lĩnh vực khác nhau. Giá trị tài sản của tập đoàn này lên đến gần 1.000 tỷ đô ở giai đoạn cuối 2023. Nhưng trong đó đầu tư cổ phiếu chưa đến 400 tỷ đô. Còn lại hơn 500 tỷ đô là các tài sản khác. Trong đó phải kể đến rất nhiều tài sản dành cho lĩnh vực bảo hiểm, lĩnh vực điện, đường sắt, lĩnh vực năng lượng dầu khí, vân vân. Ông ấy sở hữu cả công ty. Từ đó, những cái doanh nghiệp ý lại mang lại cái dòng tiền rất tốt cho ông ấy. Chứ thay vì là ông ấy chỉ tập trung toàn bộ 100% vào danh mục cổ phiếu niêm yết, thì khi đó nếu thị trường sụt giảm, ví dụ như năm 2008 chẳng hạn, thì giá trị danh mục có thể bay tới 60-70%, thì rất khủng khiếp. Tương tự đối với nhà đầu tư cá nhân của chúng ta cũng vậy. Anh chị nên phân bổ tài chính là một phần trong cái bức tranh tài sản của gia đình mình, trong đó gồm có bất động sản để ở, cho bất động sản đầu tư gồm có cả vàng để dự phòng những cái trường hợp bất trắc, gồm có tiền gửi để liên quan đến vấn đề gọi là quỹ dự phòng chi tiêu khẩn cấp, rồi có cả đầu tư tài chính, đó chính là cổ phiếu hoặc trái phiếu. Thì khi đó tài sản của anh chị chỉ một phần ở trong cổ phiếu mà thôi. Do đó nếu nó có điều chỉnh ảnh hưởng về mặt giá thì tác động tâm lý đến chúng ta cũng không quá lớn và không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống. Và đối với kênh đầu tư cổ phiếu, tốt nhất anh chị hãy đầu tư cái dòng tiền dài hạn bền vững mà mình không cần sử dụng trong ngắn hạn, thì từ đó chúng ta sẽ an hơn trong việc nắm giữ cổ phiếu, bởi vì không ai có thể mua cổ phiếu nào là tăng luôn cổ phiếu đó cả, mà cái việc mua xong
sụt giảm rất nhiều là một điều hết sức bình thường và ai cùng ai cũng gặp mà thôi. Đó, thì đấy là cái nguyên tắc thứ hai. Còn nguyên tắc thứ ba, đó là anh chị hãy xây dựng cho mình một dòng tiền để tiếp tục tích lũy những cái giai đoạn giá cổ phiếu tốt, nó lại giảm sâu như thế. Ví dụ như các anh chị hãy xây dựng cho mình dòng tiền có cả từ bất động sản, dòng tiền có cả từ tiền gửi, hoặc là dự trữ vàng. Lúc cần thiết chúng ta có thể chuyển dịch một phần sang kênh cổ phiếu này với giá hấp dẫn. Rồi chính bản thân danh mục anh chị cũng nên cơ cấu có dòng tiền để lấy cái đó tái đầu tư vào những giai đoạn hấp dẫn. Ở đây tôi xin lấy một ví dụ rất thực tế thôi. AZFIN Việt Nam đã tích cổ phiếu Techcombank từ giá khoảng 14-15 vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 2020 khi công bố cái giãn cách toàn xã hội ở Việt Nam do dịch Covid, và AZFIN thậm chí còn mua lên tới giá tận 52, nhặt lên tới tận 52, và giá vốn của AZFIN đâu đó ở giai đoạn đó là nó quanh khoảng độ 30-32 ngàn. Sau đó thì cổ phiếu Techcombank tạo đỉnh ở giá khoảng hơn 58 một chút, và từ đó cứ thế sụt giảm xuống về thấp nhất khoảng 19.5. Như vậy AZFIN vẫn mua thêm và giá trung bình của AZFIN cũng lên đến hơn 30-33-34 giai đoạn đó. Áp lực không? Áp lực có. Từ 2020, tháng 3 2020 đến tận cuối 2022, tức là sau hơn 2 năm rưỡi mà mình vẫn giảm 1/3 giá trị, tức là trung bình giá 33, hơn 1/3 chứ, giá khoảng 32-33, giảm xuống có lúc còn có 19-20, tức là giảm gần 40% giá trị sau bao nhiêu, sau 2 năm rưỡi tích sản tích lũy. Có nóng mặt không ạ? Có nóng mặt, rất nóng mặt đó. Nhưng mà được một cái là AZFIN rất kiên nhẫn, và khi mà giá cổ phiếu về quá thấp, PB 1, 0,9, 0,8, 0,6, 0,7 thì AZFIN vẫn bền bỉ kiên nhẫn cùng với các anh chị trong tích sản cổ phiếu, liên tục tích lũy cổ phiếu Techcombank này. Và đến bây giờ AZFIN cũng vẫn liên tục tích lũy hàng tháng. Và thưa mấy anh chị, tháng vừa rồi AZFIN cũng vừa tích đâu đó giá hơn 46 thì phải, đầu tháng mùng 1, mùng 2, tháng 4 thì năm 2024 này. Và đến bây giờ, do cổ phiếu này đã tốt, xuất sắc, cái việc suy giảm kia chỉ là ngắn hạn, tạm thời, chỉ tạo ra cơ hội thôi. Thì giá vốn trung bình của AZFIN đâu đó bây giờ nó khoảng 27-28 gì đấy. Từ đó đến nay có thể thấy là giá đã lên 45-46 rồi. Vậy thì nếu nó quay tiếp về 20 nữa thì AZFIN cũng không lo, AZFIN cũng vẫn lại tiếp tục tích lũy. Và một ngày nào đó khi giá nó trả lại về với giá trị, nó lên 70-80-90 chẳng hạn, thì đó có thể là một cơ hội thực hiện hóa lợi nhuận và mang lại một khoản lợi nhuận khổng lồ. Còn nếu nó không tăng mà nó lại giảm nữa thì sao? Giảm 20-19-15 thì sao? Thì tốt quá, bởi vì bây giờ Techcombank đã bắt đầu trả cổ tức 1.500 đồng. Nếu về 10 năm thì ô, hưởng luôn 10% cổ tức trên giá mua 15. Rồi, doanh nghiệp này còn tăng trưởng rất xa, rất nhanh nữa. Đúng không ạ? Thế do đó, nếu mà nó có giảm và nó không trở lại đi chăng nữa, thì AZFIN, nếu nó còn giá trị, AZFIN vẫn tiếp tục tích lũy và nhận được những cái dòng tiền khổng lồ giống như tỷ phú Warren Buffett nhận được từ Coca-Cola. Do đó không được gì phải lo về cái câu chuyện này. Chúng ta chỉ nhìn giá khi nó quá cao so với giá trị để cho lời, hoặc khi giá thấp quá có tiền chúng ta nhặt tích lũy một cách đều đặn ở những vùng giá đó. Thì đấy là cách mà chúng ta vượt qua được cái lỗi sợ hãi, đó là nhìn vào giá trị, đó là hãy xây dựng thêm những dòng tiền để có thể mua vào những cái lúc thấp, đúng không ạ? Và đó là phân bổ tỷ trọng hợp lý. Tiếp theo, cái vấn đề thứ hai đó là mua xong một đống thì chỉ còn có một ít tiền, hoặc hết tiền để đầu tư tiếp thôi.
thì nó cũng gần giống trường hợp trên nhưng nó có sự khác biệt một chút. Đó là máu quá mua trước một đống rồi, đúng không ạ? Không phải là như trước là tích sản, tích lũy, chữ lượng, mà là đây là mua một cục rồi sau đó thì nguồn tiền còn rất ít để đầu tư tiếp, thì lấy tiền đâu ra để mua tiếp? Đấy, ví dụ thế. Trường hợp kia là sợ giá cổ phiếu xuống thế sợ mất tiền, đúng không? Trường hợp này là giá cổ phiếu xuống mà không có tiền để đầu tư hoặc ít tiền để đầu tư. Vậy giải pháp là gì? Thứ nhất, hãy xây dựng danh mục có dòng tiền tốt. AZFIN Việt Nam đã xây dựng danh mục cuối năm 2022 có cổ tức lên đến hơn 10% thị giá, 11% thị giá mà danh mục đó vẫn tăng trưởng. Thế thành ra nếu mà giá cổ phiếu cuối năm 2022 có không tạo đáy xuống sâu nữa đi, thì AZFIN có mười mấy phần trăm tiền một năm, dòng tiền này tái đầu tư, giá bèo bọt tái đầu tư, thì lúc đó cái lợi suất kép nó phát huy tác dụng mới khủng khiếp. Đó là đầu tiên là xây dựng danh mục đầu tư có dòng tiền. Tương tự như thế, anh chị nhìn thấy vào tỷ phú Warren Buffett thì xem, tập đoàn ông ý nào thì liên quan đến lĩnh vực đường sắt đó là Burlington Santa Fe, hay liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm như Geico và một loạt các công ty bảo hiểm khác, rồi là các cái công ty sản xuất, rồi là các cái đơn vị bán lẻ đó đó, rất nhiều các công ty bánh kẹo rồi hàng tiêu dùng vân vân, hàng năm mang lại cho công ty của tỷ phú Warren Buffett đâu đó quanh, anh chị nhà quanh khoảng độ hơn 20 tỷ lợi nhuận, tương ứng với khoảng từng đó, thậm chí nhiều hơn về mặt dòng tiền. Thế thì ông ấy cứ vác cái đi, ông ấy mua cổ phiếu nếu giá cổ phiếu rẻ. Và nhiều anh chị bảo ô ông ấy tập đoàn lớn, ông ấy mới có dòng tiền nhiều chứ mình làm gì có dòng tiền nhiều. Thì xin thưa mấy anh chị, tài sản tập đoàn ông ấy 900 tỷ đô. Thế thành ra dòng tiền tài sản đầu tư vào các công ty kia cũng lên đến 500 tỷ đô, và dòng tiền một năm tạo ra được 20 tỷ đô, tức là được có 4% thôi, đúng không? Chúng ta nhỏ thì chúng ta tạo 4, 5, 6, 7%, thậm chí chúng ta còn nhiều hơn chứ. Ông ấy dòng tiền của ông nhiều về số tuyệt đối, thì còn so tương đối thì chúng ta làm được chứ. Và để có lớn như vậy, để có được 20 tỷ đô dòng tiền, thì cách đây 5, 70 năm của ông cũng thì bắt đầu từ những đô la đầu tiên, chứ làm sao mà đùng một cái ông có từng ý được, đúng không? Thế thành ra chúng ta hoàn toàn thì có thể áp dụng cái này vào đó, danh mục đầu tư có dòng tiền tốt. Tiếp theo, không theo dõi bảng điện tử và lướt lát cổ phiếu, dành thời gian đó để tập trung nâng cao kỹ năng, nâng cao tay nghề, nâng cao trình độ và nâng cao cái thu nhập cũng như dòng tiền của anh chị, để có tiền sẵn sàng đổ vào đầu tư các kênh tài sản khi tài sản đó giá rẻ giá mềm. Ví dụ bất động sản có giá thấp giá mềm chẳng hạn, có thể giải cứu. Ví dụ như là tiền gửi tiết kiệm nó lại tăng lãi suất lên cao vun vụt 8, 9, 10% lại mua. Ví dụ như trái phiếu tốt đẹp mà lãi suất 12, 13% lại mua. Ví dụ như cổ phiếu này nếu xuống sâu quá, tỷ lệ cổ tức cao, doanh nghiệp chắc chắn đích giá rẻ, chúng ta lại bỏ tiền vào, được chưa? Còn thay vì nhìn bảng giá, chúng ta vừa mất tập trung không hiệu quả, chúng ta lại mất thời gian và lấy đâu ra tiền để có thể đầu tư bổ sung, đúng không ạ? Rồi tiếp theo vấn đề thứ ba, để hạn chế thì chúng ta chỉ mua khi định giá hấp dẫn. Và nhiều anh chị bảo định giá như nào là hấp dẫn, thì thứ nhất là anh chị cũng phải học hỏi và thực sự chia sẻ với anh chị, nó không dễ đối với nhà đầu tư không chuyên, thậm chí mất nhiều năm cũng không xong được. Bởi vậy cho nên AZFIN cũng có một chương trình vô cùng ý nghĩa, đó là chương trình hội viên YouTube vàng. Thì ở trong đó thì AZFIN dự kiến một năm cung cấp cho anh chị khoảng trên 110 video liên quan đến các cái vấn đề của đầu tư giá trị, bao gồm khoảng độ 40 đến 52 clip về định giá cổ phiếu hàng năm. Từ đó anh chị có thể học hỏi rất nhiều từ những vấn đề đó, rồi những cái kiến thức nền tảng nhất, bài bản nhất về đầu tư. Đó, thì đấy là một cái anh chị có thể tham khảo, sau này tự mình có thể phân tích định giá cổ phiếu. Bên cạnh đó thì AZFIN cũng có cộng đồng tích sản cổ phiếu đầu tư giá trị. Anh chị vào đấy thì ở đó AZFIN đã có những cái định giá theo giá trị về mặt dài hạn đối với các cổ phiếu ở đấy, anh chị có thể tham khảo anh chị nhé. Rồi tiếp theo, nhiều anh chị thì lại không muốn tự mình thực hiện, mệt quá. Thế thì AZFIN có chương trình quản lý gia sản dành cho các chị có quy mô đầu tư trên 5 tỷ và
quy mô tổng tài sản gia đình toàn bộ của anh chị trên 1 triệu đô với cái đầu tư trên 5 tỷ, thì anh xem phim sẽ đồng hành cùng các anh chị rất bám sát, rất chặt chẽ như vậy. Tiếp theo, đây là chính là cái câu chuyện AZFIN thực hiện, đó là xây cổ phiếu, danh mục cổ phiếu dựa tiền. Ở đây chỉ là một ví dụ trường hợp FPT thôi. Thì cái trường hợp này thì tất cả anh chị đều biết rồi. AZFIN mua FPT từ cuối 2012-13 cơ. Và anh chị nào theo AZFIN mà trước đây là trà đá Brother từ 2016, anh chị có thể thấy FPT luôn là cổ phiếu truyền thống và AZFIN là nơi đầu tiên rất là công khai, rõ ràng, đánh giá rất cao triển vọng của FPT từ những thời đó. Và ví dụ như FPT, AZFIN mua 1.000 năm 2000 cuối 2012, thì đến năm 2013 được trả 2 triệu rưỡi cổ tức, mà lúc ấy mua giá 36 được trả 2 triệu rưỡi cổ tức, tương đương với 7 phần, hơn 7%, tương đương với 7%, 7% dòng tiền. Thì lấy 7% lại tái đầu tư, và doanh nghiệp này nó lại tăng trưởng tốt, tăng trưởng tốt năm sau nó lại trả cổ tức tăng, cứ thế nó tăng. Thế thì vừa đầu tư vừa tái đầu tư đây, lấy mỡ nó ra nó tái đầu tư đây. Thì 1.000 mua năm 2000 cuối 2012 đầu 2013 nhé, đầu 2013, thì đến năm 2013 đã nhận được 12,65 triệu đồng cổ tức, chia cho giá 36 thì anh chị có thể thấy tỷ lệ cổ tức lên đến 34%, cho dù năm đầu chỉ được có 7% mà đến năm thứ 10 đã lên đến 34% so với vốn đầu tư ban đầu. Thì cái phương pháp này tỷ phú Warren Buffett gọi là mua cổ phiếu dạng trái phiếu có lợi tức tăng theo thời gian, cũng giống như cổ phiếu Coca-Cola cụ ý áp dụng vào những năm 1988-90, khi đó nhận được có 25 triệu đô la cổ tức một năm thôi. Thì đến 2013, 2023 cụ ấy đã nhận được lên đến 750 triệu đô la cổ tức từ Coca-Cola đó, có được dòng tiền tái đầu tư. Và đến cuối 2023 thì 1.000 cổ phiếu ban đầu bây giờ đã thành 6.000 cổ phiếu rồi. 2 triệu rưỡi cổ tức năm đầu tiên nhận, bây giờ nhận được cổ tức 12,65 triệu, và nó vẫn còn liên tục tăng trưởng theo thời gian. Bởi vậy, bởi nhìn vào những cái này cho nên AZFIN mới giữ được FPT qua rất nhiều giai đoạn thăng trầm của thị trường chứng khoán. Ví dụ như đỉnh tháng 4 năm 2018 sụt giảm, FPT đâu đó cũng mất khoảng 30%, hai mấy 30%. Rồi COVID năm 2020 FPT cũng mất khoảng hơn 40%. Rồi đại khủng hoảng trái phiếu năm cuối 2022 đến 2023 thì FPT cũng mất 30 mấy%. Nhưng AZFIN vẫn giữ được là vì những cái này thì anh chị. Đó, và đây chính là cái dòng cổ tức. Nếu như 2013 tất cả các cổ đông nhận được có 418 tỷ cổ tức thôi, thì đến năm 2023 lên đến 2.371 tỷ, tức là tăng khoảng độ 5,5 lần. Còn nếu chúng ta có tiền, chúng ta tái đầu tư liên tục thì nó không phải tăng 5,5, nó lên đến 7-8 lần cổ tức, đúng không ạ? Tức là từ hai, đúng không? Rất là rõ ràng. Và đây chính là cổ phiếu FPT mà AZFIN nắm quá lâu rồi, không phải bây giờ AZFIN mới đưa ra, mà chúng tôi đã đồng hành cùng các anh chị từ năm 2015-16 rồi. Và anh chị nào đồng hành của AZFIN lâu dài sẽ biết cổ phiếu FPT chính là AZFIN đi đầu và là cổ phiếu cổ truyền truyền thống của AZFIN Việt Nam. Tiếp theo là mua chỉ khi thấp hơn so với giá trị thôi. Ví dụ định giá là cái đường màu đỏ thì mua sẽ thấp hơn một khoảng, tức là dưới cái đường màu xanh này thì mua. Tất nhiên mua ở đây thì nó có thể vẫn còn giảm tiếp xuống đáy đấy, đúng không? Chúng ta không thể tránh được. Thế thì chúng ta có dòng tiền, chúng ta lại mua, và một ngày nào đó nó vượt qua giá trị, vượt qua đường đỏ, chúng ta có thể bán để bảo vệ thành quả mình. Còn xuống, cứ xuống phía dưới là chúng ta tích lũy, chúng ta mua, không quan tâm đến giá mà chỉ quan tâm đến giá trị, dòng tiền, vân vân, cái cổ phiếu đó mang lại cho chúng ta trong tương lai mà thôi. Tiếp theo, lựa chọn. Rất nhiều anh chị rất sợ lựa chọn sai cổ phiếu, rồi các anh chị hoang mang. Những lúc thì cổ phiếu xuống thì các anh chị hoang mang, mình có sai hay không, sai như thế này. Thế thì để giải đáp cái này thì AZFIN đưa ra ba cái giải pháp. Một là các anh chị hãy đa dạng hóa danh mục của mình, tối thiểu 3 mã trong 3 ngành khác nhau, từ đó giảm được rất nhiều cái rủi ro. Thứ hai là áp dụng cái tiêu chuẩn MMA vào phân tích
định giá và lựa chọn cổ phiếu cho đầu tư giá trị. Và thứ ba là có cộng đồng di sản có thể đồng hành hỗ trợ các anh chị giảm bớt cái sai sót cho cái việc đầu tư, chứ không thể diệt hoàn toàn 100% nhé. Bởi vì có những biến cố điên rồ xảy ra mà chúng ta không lường được. Vậy thì đa dạng hóa danh mục sẽ giúp cái gì? Thứ nhất, giảm thiểu rủi ro tập bỏ trứng vào một giỏ. Đúng không? Thế do đó là sẽ an tâm hơn. Điều này chia sẻ cùng anh chị như này. Tôi thì quen cũng khá nhiều các bác, các anh chị là chuyên gia đầu tư gọi là private equity, giống cái đội sắt ở trên TV ấy, nhưng mà họ thực chiến hơn nhiều. Đội sắt các anh ấy cũng là những người rất giỏi, nhưng vấn đề ở chỗ này các anh ấy lên đến quảng bá thương hiệu là chính thôi, thì các anh không phải là những nhà đầu tư private equity chuyên nghiệp đâu. Cái độ chuyên nghiệp của các anh còn kém lắm, nói thẳng luôn là như thế đó. Bởi vì nghề chính của các anh là kinh doanh công ty, anh ấy không phải là nghề chính là đầu tư. Còn đầu tư ở đây là người ta vừa điều hành doanh nghiệp rồi vừa đầu tư, người ta rất sâu sắc. Thì những vị ý, những anh chị ý, ngày đầu nói thì Phục không hiểu, nhưng sau Phục mới nghiệm ra. Đó là ví dụ xác suất thành công của một cái doanh nghiệp này là 30%, thì anh 33% thì anh ý cũng đầu tư tối thiểu phải là 3 doanh nghiệp. Để làm sao lúc nào có trường hợp thành công, có một trường hợp thành công ý, nó phải nuôi đủ 3 trường hợp kia. Thế do đó không sợ cái rủi ro thất bại. Hay nếu xác suất thành công là 50-50 thì tối thiểu anh phải đầu tư bội số của 2. Rồi tiếp theo, nếu xác suất thành công của startup đầu tư chiếm 10%, thế thì tối thiểu anh phải đầu tư 10 cái. Đó, tương tự như thế cổ phiếu chúng ta cũng phải đầu tư như vậy. Và đặc biệt một điều là không ai biết được trước tương lai 100%, và nó luôn có biến cố có thể xảy ra thiên nga đen. Thế do đó là chúng ta cần phải đa dạng và không biết là cái đen đủi nó rơi vào cổ phiếu nào, doanh nghiệp nào. Rồi là cần phải khi chúng ta đa dạng hóa danh mục thì chúng ta sẽ có thêm nhiều lựa chọn cho đầu tư hơn. Ví dụ nếu chọn một cổ thôi thì anh chị chỉ chọn được là phòng thủ hoặc tấn công hoặc tăng trưởng hoặc một ngành nào đó. Nhưng các anh chị đa dạng được 3 năm ngành, 3 năm 10 cổ phiếu thì rõ ràng chúng ta có rất nhiều lựa chọn. Thì lựa chọn đây chúng ta có thể chọn một cổ tăng trưởng, một cổ phòng thủ, một tổ cổ cân bằng, một cổ ngành ngân hàng, một cổ ngành hàng tiêu dùng, một cổ liên quan đến sản xuất chẳng hạn, vân vân. Đó thì nó đa dạng hóa hơn, thì có nhiều lựa chọn hơn, dễ dàng cho chúng ta vận hành hơn. Và tiếp theo, nếu có sai một mã thì các mã khác gánh lại được toàn bộ. Và vấn đề lựa chọn cổ phiếu thì cần phải kỹ càng và cẩn thận. Đó là theo tiêu chí MMA trong cộng đồng tích sản cổ phiếu đầu tư giá trị của AZFIN Việt Nam. Thứ nhất là quản trị công ty phải tốt thì cổ đông mới được hưởng lợi khi công ty làm ăn tốt, và chúng ta đồng hành cùng công ty lâu dài mà. Thứ hai, định giá phải hấp dẫn, từ đó sẽ giúp tích sản cổ phiếu có hiệu quả cao, đầu tư giá trị có hiệu quả tốt so với phương pháp khác. Bởi vì chúng ta cứ mua dưới khoảng giá trị một khoảng, thế do đó cứ lúc mua là được giá hấp dẫn, và lúc nào giá lên cái đường định giá hợp lý thì chúng ta bán là chúng ta có được lợi nhuận vượt trội. Và thứ ba là lợi thế cạnh tranh của công ty phải bền vững lâu dài thì mới có thể đảm bảo được lợi ích cho chúng ta một cách lâu dài, và mới giúp chúng ta an tâm đồng hành cùng doanh nghiệp một cách lâu dài được. Tiếp theo, cuối cùng, vậy thì nhiều anh chị vẫn bảo là ui nhưng mà vẫn khó quá, thế thì cộng đồng tích sản cổ phiếu đầu tư giá trị sẽ hỗ trợ anh chị được tương đối ở đây. Thứ nhất là ở trong đó có danh mục tích sản chọn lọc gồm gần 40 mã cổ phiếu hàng đầu được lựa chọn tương đối kỹ càng. Tất nhiên AZFIN không thể chắc chắn 100% được, nhưng cái xác suất để mà rủi ro trong danh mục ý nó thấp chưa bằng 1/10 toàn bộ thị trường chứng khoán. Tức là thị trường chứng khoán ví dụ như là có 40% là những cái doanh nghiệp giấy, doanh nghiệp ảo làm ăn kém chất lượng, thì ở cộng đồng tích sản sẽ không đến 4% đâu. Đúng không? Bạn thấp hơn bằng 1/10 thì cũng hơi khó, nhưng bằng 1/5 tức là cũng không cao hơn 8% là khó khăn đâu. Đúng không? Đó, rồi tiếp theo, ở trong đó có phân ra 3 nhóm: tấn công, cân bằng và phòng thủ. Và có đánh giá đầy đủ các cổ phiếu theo phương pháp giá trị. Có hướng dẫn về xác định khẩu vị rủi ro cho mỗi anh chị nhà đầu tư. Và hướng dẫn xây dựng
danh mục tích sản theo khẩu vị rủi ro. Rồi, có những giải đáp hỗ trợ khi các anh chị cần thiết thì Ezefin sẵn sàng đồng hành. Và anh chị nào trong cộng đồng đã biết Ezefin đồng hành cùng bất chấp thời gian từ cuối năm 2020 đến nay, tức là cũng đã được hơn 3 năm rưỡi, gần 4 năm rồi đó. Đó, ngoài ra còn rất nhiều các cái giá trị khác, đặc biệt là cái giá trị đây là một cộng đồng, anh em tích lũy đầu tư theo giá trị chứ không phải một cộng đồng hô hào lùa ga. Nếu đúng thì vỗ ngực khen hay, giao oai với anh em và khoe mẽ, còn nếu sai thì lặn bất tâm, không có chuyện đó. Ở đây có mọi thứ rất rõ ràng và mọi người có thể học hỏi nhau, vì đầu tư giá trị cũng rất tốt. Tiếp theo, vậy thì điểm qua những cổ phiếu đã chốt lời tích sản trong một năm qua. Thì một năm qua thì rất nhiều các cái cổ phiếu đã được chốt lời tích sản như BMP, NT2, Long Hậu, Vietcombank, QTP, FPT, GAT, DGC, PVT, TDM, Long Hậu thì lần 2, DGC lần 2, Vietcombank lần 2, FPT lần 2, VHC rồi PVT thì cũng lần 2. Đó, tức là tổng số lượng chốt lời trong hơn một trong một năm qua là rất nhiều chứ không hề ít một chút nào. Tiếp theo, vậy thì hiện nay có tiếp tục tích sản được không? Đây là một cái câu hỏi rất nhiều người quan tâm. Thế Ezefin cũng xin cởi mở ra đây. Thứ nhất, muốn xem được thì chúng ta phải đánh giá về định giá thị trường. Thứ hai, đánh giá về kinh tế vĩ mô. Thứ ba, đánh giá về cái định giá của các cái doanh nghiệp như thế nào. Đúng không? Thì về định giá thị trường chứng khoán hiện nay thì ở mức thấp hơn trung bình một chút so với 5 năm, 10 năm, 15 năm. Đó là theo PE. Còn theo PEB thì thấp hơn cũng khá khá. Thấp hơn khoảng 15 đến 20% so với trung bình. Tiếp theo, kết quả kinh doanh 2024 được các công ty chứng khoán, các tổ chức uy tín dự báo tăng trưởng từ 15 đến 22%. Thì mới có 15 ngân hàng đưa ra kế hoạch kinh doanh cho 2024 thì tất cả đều có kế hoạch tăng trưởng dương cả. Tiếp theo, cái câu chuyện nâng hạng của thị trường chứng khoán vẫn sẽ còn trong 2025, 2026 và trong tương lai. Từ đó, thị trường chứng khoán vẫn còn có nhiều dư địa để thu hút thêm các nguồn vốn từ nước ngoài. Và cái lãi suất hiện nay là không thể thấp hơn được nữa. Ezefin cho rằng đến cuối 2024 có thể tăng thêm một ít, nhưng nó vẫn là một mức rẻ, thuận lợi cho đầu tư các cái kênh tài sản như cổ phiếu, và nó kéo dài có thể đến đầu năm 2025. Khi kinh tế mà rực rỡ trở lại quá thì nhu cầu vốn cao thì tự nhiên cái lãi suất nó sẽ tăng thôi. Tiếp theo, về nhiều doanh nghiệp đã đến giai đoạn hoạt động ổn định và trả cổ tức cao. Trước đây anh chị có thể thấy người ta phát hành huy động vốn của anh chị với giá 10, 15, 20 nghìn chẳng hạn. Thì đó gọi là phát hành, gọi là huy hút vốn đấy. Còn bây giờ thì họ đủ, đa phần các doanh nghiệp lớn họ đã đủ vốn, thành ra họ rất ít cần cái việc phát hành cổ phiếu để thu tiền, để pha loãng cổ phiếu nữa. Mà có chăng thì họ chỉ là chia cổ phiếu, chỉ là chia nhỏ thôi, chứ họ không hút tiền của thị trường về. Và giai đoạn này là một giai đoạn rất nhiều các doanh nghiệp đã có cái việc trả cổ tức tiền mặt tương đối cao. Từ đó cho thấy rằng thứ nhất là rất phù hợp tích sản ở giai đoạn này. Thứ hai, thực tế Ezefin đã xây dựng được nhiều danh mục, và hôm qua vừa mới xây danh mục cho hai anh chị làm quản lý gia sản xong, với danh mục của mỗi một người 5 tỷ, một người khoảng 15 tỷ. Và hai cái danh mục ấy đã xây dựng được cái dòng tiền nó lên đến 5 đến 6,5%, mà trong khi tăng trưởng kết quả kinh doanh vẫn có, thì cho thấy rằng đấy vẫn là một cái gì đó hấp dẫn cho chúng ta tích sản cũng như đầu tư giá trị. Thì trên đây chính là những cái nội dung Ezefin muốn gửi đến quý anh chị, đó là cách làm sao để đối phó với những cái lo sợ, lo ngại trong đầu tư giá trị. Hy vọng rằng những cái nội dung này sẽ giúp ích cho các anh chị rất nhiều trong đầu tư. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở nội dung gần sau. Nâng tầm kiến thức và chiến lược đầu tư của bạn với những bài phân tích, ứng dụng kiến thức chuyên sâu trong đầu tư, khi trở thành hội viên đầu tư giá trị vàng cùng Ezefin Việt Nam.